Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm một cái món đồ chơi mà các bạn nhỏ rất là thích, đó là siêu xe. Thì để tận dụng những cái ống hút hôm qua mà mình đã làm lồng đèn, mình cần cắt những cái khúc ngắn đó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm một cái siêu xe cho em bé chơi nó như thế nào nhé. Thì mình đã làm sẵn hai cái để mọi người có thể nhìn theo và tham khảo. Đây, nó như thế này đây. Các bạn thấy nó có đẹp không ạ? Rất là dễ làm, rất là tiết kiệm, mà con chơi nó rất là an toàn luôn. Thì các bạn cùng mình làm nhé. Thì nguyên liệu rất là đơn giản thôi. Để tiết kiệm những cái còn lại ngày hôm qua, thì mình đã sử dụng những cái đoạn ngắn như thế này còn lại ngày hôm qua. Đây là những cái đoạn ống hút còn lại như thế này. Một số cái đoạn ống hút như thế này đó các bạn. Đây, mình kéo dài nó ra thì nó như thế này. Đó. Như thế này đây. Là một số cái đoạn dài đó, một số cái đoạn này thì mình đã cắt đôi nó ra như thế này để tí nữa mình cuốn cái bánh xe nó được dài hơn. Đây là mình đã cắt sẵn nó như thế này rồi. Đây là một số đoạn mình đã cắt ngắn trước của những cái ống hút mà còn lại ngày hôm qua. Thì tùy xe các bạn làm to hay nhỏ thôi thì các bạn có thể cắt cái đoạn ống hút nó như thế nào, chứ mình không quy định cái vấn đề đó. Bây giờ mình cùng làm nhé. Thì chúng ta sẽ quấn cái bánh xe trước. Thì chúng ta sẽ sử dụng keo nến để chúng ta quấn nó như thế này. Để cái bánh xe được dài và to hơn thì chúng ta sử dụng một đoạn như thế này, chúng ta sẽ cắt đôi ra và chúng ta sẽ bắt đầu quấn như thế này. Quấn để tí nữa cái bánh xe của mình nó được to hơn đó các bạn. Đây, cái phần mình đang cuốn là tí nữa mình sẽ cuốn cái bánh xe nó lên như thế này đây. Đó. Bữa thì nó sẽ bị bung, còn keo nến thì nó sẽ không có bung. Đó. Mình sẽ được một cái phần như thế này. Chúng ta tí nữa chúng ta sẽ cuốn cái bánh xe. Đây. Mình đã quấn sẵn một cái trước như thế này rồi. Cái này là cái mình mới làm. Tí nữa có thời gian thì mình sẽ làm cho các bạn hai cái xe. Nhưng mà nếu không có thời gian thì mình sẽ làm một cái thôi nhé. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái này. Đó, cái phần này thì mình đã sử dụng cái ống hút màu vàng như thế này. Đó, sẽ bẻ cong lại nó như thế này. Đó. Mình sẽ cắt bớt đi, cắt bớt cái phần này đi, để tí nữa chúng ta sẽ làm cho nó đẹp hơn. Đó, mình có nó như thế này. Đó, một hình chữ U nó như thế này. Chúng ta sẽ sử dụng keo nến để cố định nó lại. Cố định nó lại như thế này. Đó là mình đã có cái phần sau cái xe nó như thế này đây các bạn. Chúng ta trong lúc đợi khô thì chúng ta sẽ quấn thêm cái bánh xe phía trước. Chúng ta cũng sử dụng keo nến luôn. Ta sẽ sử dụng keo nến như thế này đó. Ta sẽ để cái này vào đây và được không? Keo nến dính tay thì không sao đâu các bạn. Tí nữa chúng ta sẽ gỡ ra sau. Quấn hết nó vào như thế này xong chúng ta sẽ dùng chục keo nến để cố định nó lại. Đây là mình đã được một phần như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ quấn cái bánh xe trước. Mình sẽ dùng cái phần có răng cưa như thế này. Cái phần để quấn nó trong tròn ống hút đó các bạn. Mình sẽ quấn cái bánh xe nhé.
cho cái phần này nó được đẹp hơn thì các bạn sẽ cắt cắt bớt cái phần này như thế này. Sau đó chúng ta sẽ bóp bóp méo cái chỗ này một tí xíu thôi. Chúng ta sẽ nhét nó vào. Chúng ta sẽ nhét nó vào với cái phần này. Nhét vào xong chúng ta sẽ cố định nó lại nha các bạn. Khó nhét quá thì chúng ta sẽ dùng cái méo này cố định nó lại luôn. Này, chúng ta sẽ được một cái bánh xe trước như thế này. Tiếp theo với những hai cái bánh xe sau nhé. Chúng ta tiếp tục nó như vậy luôn. Như thế này, xong rồi chúng ta sẽ cố định keo nến lại. Đó, chúng ta lại được một bên bánh xe nó như thế này đây. Tiếp theo chúng ta sẽ cúng cái bánh xe còn lại. Cụ tròn như thế này đây các bạn. Là chúng ta đã được hai cái bánh xe nó như thế này. Chúng ta sẽ làm tiếp cái bộ phận trước của cái xe nhé. Đây là sẽ làm hai cái này. Chúng ta cũng sẽ dùng keo nến để cố định nó lại. Mình sẽ sử dụng hai cái ống màu xanh nó như thế này. Cắt hai khúc đều bằng nhau là được. Đây mình sẽ giữ cố định như thế này để cho nó khô lại đã. Tí nữa chúng ta sẽ tiếp tục làm. Đây các bạn. Tiếp theo là gắn cái thanh ngang như thế này. Mình cũng sẽ tiếp tục sử dụng keo nén nha các bạn. Đặt cái thanh này lên ở đây. Như thế này đây. Để nó cố định lại. Đó là mình đã xong cái bộ phận bánh trước nó như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ làm cái cổ xe. Cổ xe thì chúng ta sẽ dùng một đoạn ngắn như thế này thôi.
giữ cho nó, giữ để cho nó khô lại nha các bạn, mình đừng có thả ra mà nó rớt ra đấy. Đó, như thế này. Tiếp theo phía trên thì mình sẽ làm cái càng, cái tay lái này như thế này. Nãy mình cũng đã nói rồi, thì các bạn làm xe to hay nhỏ thì các bạn sẽ canh cái tay lái nó to hay nhỏ nhé. Đây, chúng ta đã xong hai bộ phận nó như thế này rồi. Giờ chúng ta sẽ gắn, cố định nó lại với nhau. Mình sẽ cố định phía đằng sau này trước nhé. Cố định nó lại như thế này. Sau khi cố định phần sau thì mình sẽ cố định nó ra phía đằng trước luôn, để nó thành cái khung xe nó như thế này. Sau khi mình cố định nó khô mà nó nguội như thế này rồi, nó cố định được lại rồi. Đây, thì mình có một cái sườn xe nó như thế này đây các bạn ơi. Đó. Tiếp theo, để xe được đẹp hơn thì mình sẽ làm cái thanh ngang ở bên dưới. Cái thanh ngang bên dưới nó như thế này. Thanh ngang của cái thanh chéo của cái xe nó như thế này đây. Đây, giống như cái xe mà mình đã làm từ trước nó như thế này. Đó. Cái xe này mình làm thì có vẻ nó to hơn đó các bạn. Mình sẽ cố định cái phần này trước này, cố định cái phần phía sau trước. Cái nào khó làm hơn thì mình sẽ cố định trước. Đó, sau khi mình cố định cái phần dưới xong rồi thì mình sẽ cố định cái phần trên nó lại. Đây là chúng ta đã hoàn thiện được cái khung xe nó như thế này đây. À, tiếp theo thì mình sẽ làm cái yên xe phía bên trên này. Yên xe bên trên này thì mình sẽ làm màu đỏ để cho nó sặc sỡ ha. Vì cái xe mình nó khá là to nên là mình sẽ cắt cái yên xe nó to hơn tí. Mình sẽ dùng kéo để bút cho cái yên xe nó cong. Cái này đó các bạn, xong chúng ta sẽ cố định nó lên. Cái kéo này nó cố định nó lên. Như vậy là chúng ta sắp hoàn thành rồi đó các bạn. Chúng ta sẽ gắn cái yên xe lên như thế này. Chúng ta sẽ
vậy đó cho nó đẹp. Mình sẽ cắt một đoạn ngắn thôi. Dùng keo này để cố lên nó lại. Đây, mình đã cố định nó như thế này đây. Để cho nó trông giống như một cái giỏ xe vậy đó. Cái tầm thì nó không được đều lắm, mình sẽ cắt cho nó đều lại với nhau. Để cái tay cầm này nó được đẹp hơn thì mình sẽ gắn cho nó hai bên hai cái tay lái. Hai bên cái tay lái này sẽ được gắn hai cái miếng màu xanh như thế này. Cho nó đẹp. Nếu các bạn thấy thích thì các bạn có thể gắn thêm một cái chuông ở phía bên trên này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn gắn luôn. Chuông thì mình sẽ sử dụng màu vàng. Gắn thôi, không cần to lắm đâu. Nếu các bạn gắn nhiều quá thì nhìn nó bị rối á. Sẽ là cái còi xe như thế này. Các bạn muốn gắn nữa thì các bạn sẽ mình sẽ chỉ các bạn gắn cái đèn xe đó. Cái đèn xe thì mình cũng sẽ sử dụng một cái ống hút màu vàng như thế này luôn. Mình sẽ dùng keo nén để cố định lại. Nãy hai cái mình làm mẫu thì mình không có gắn như thế này, nhưng mà bây giờ mình hướng dẫn các bạn thì mình sẽ gắn luôn nó như thế này đây. Đó, đây là cái siêu xe mà mình mới làm xong. Cực kỳ đơn giản phải không các bạn? Nếu các bạn thấy thích thì có thể like, share, subscribe kênh YouTube của mình để chia sẻ cho nhiều bạn cùng biết đến kênh của mình và cùng tham khảo cách làm những cái đồ chơi mà hữu ích nhất. Đây, thì mình sẽ cho các bạn xem ba cái siêu xe mà mình đã làm từ nãy đây. Đó, đây là ba cái siêu xe mà mình đã làm. Các bạn thấy như thế nào ạ? Xin chào các bạn, hẹn gặp lại ở các video sau nhé.